tục à. Riêng cho bên bên gần nó dính à, đó vậy là xong rồi các bạn à, thử cá cơm chay làm bằng hoa. Hai cô Thừa mến chào các bạn, hôm nay cô Thừa đi ra vườn để hái bắp chuối hay là gọi là hoa chuối vô để làm món cá cơm chay nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng cô Thừa đi hái bắp chuối trước đã. Được hai bắp đấy các bạn. Wow. Đây là chuối mình hái đó. Bây giờ lấy cái trái nè. Bây giờ mình tách ra mình lấy cái trái này thôi để mình làm món cá cơm chay. Bây giờ tách ra nha các bạn. Tách lấy trái. Đây. Rồi, bây giờ rút lấy cái bông lên các bạn, cái ngòi của nó đó. Đó. Này. Rút ra cho không nó cứng. Đây, gọi là cái tim của nó này. Này, nó cứng lắm, nó dai lắm các bạn, mất bứt không đứt luôn đó. Đó. Khi mình rút cái ngòi ra rồi các bạn, rồi bây giờ rửa, rồi bắt đầu chế biến. Rồi cái đây là bỏ thôi. Đó. Rồi bây giờ đây là bột đây các bạn, bột chiên giòn. Đây mình cho ra cái tô đây, đây là chất nước để mình pha. Ở trong đây là theo hướng dẫn là một muỗng, đây là nửa muỗng nước, một muỗng bột nửa muỗng nước. Đó. Giờ mình làm hai muỗng đây thì mình làm một muỗng nước. Đó. Làm như vậy đi, làm hết tới đâu này thì lại mình pha tới đó. Rồi cho vô đây một muỗng nước. Tỷ lệ là 1/2 là một bột một nửa nước, trộn nó đều nó, rồi mình bỏ vô đó. Mình trộn cho nó dính. Dính hàng gấp từng con từng miếng vậy bỏ vô. Đó, rồi bây giờ đi chiên ha. Này quên nha các bạn, thì mình đem một chút muối, muối hay là bột nêm cũng được. Đó. Mình trộn lên, tại vì trong này nó có muối nhưng mà nó lạc lắm. Rồi sau khi vừa nếm thì thấy nó lạc quá nên mình sẽ thêm một chút muối hoặc là một chút bột nêm. Tiếp tục à, riêng cho bên bãi gần nó dính các bạn ơi. Đó. Đó. À, nó dính lắm, nó dính lắm, tụng vô nó dính lắm.
Đó, vậy là xong rồi các bạn. Giống cá cơm không? Đó. Giòn rất là ngon. Rồi bây giờ căng tí cho vô dĩa đây. Rồi bây giờ mời các bạn ăn nha. Thử cá cơm chay làm bằng hôi chuối đây. Giống các bạn. Nào, giống ha. Đây. Xa xa. Giống cá cơm. Đó. Cái con cá cơm đồng hình dạng như thế này. Chiên lên. Rồi mời các bạn nha. Giòn ngon các bạn. Giòn. Giòn giòn. Mặn mặn, ngọt ngọt, rất là ngon. Vừa hứa kẹp với xà lách nha. Đây cuốn cuốn xà lách. Xà lách này là cô thừa mới trồng đó. Được mấy lá mấy hái mình quên quay cho các bạn xem đó. Giờ kẹp về ăn ha. Ngon quá. Muốn ăn trời. Bốn cuốn nữa. Cuốn lại như thế này. Ăn chơi mà. Đó, rồi. Ngon quá, giòn giòn. Ngon. Ngon không nói nên lời. Ngon. Rồi. Tôi dừng clip cá cơm chay ở đây nhé. Các bạn nhớ like, comment và đăng ký ủng hộ cô Thừa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.